Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của Bệnh viện Điện thoại, và lại tiếp tục là mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn. Thì vào rạng sáng ngày hôm nay, chính là 3 giờ sáng, thì chiếc siêu phẩm Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus đã chính thức được ra mắt, đồng thời với những cái cải tiến cực kỳ đáng giá trên chiếc điện thoại này. Và hôm nay hãy cùng mình điểm qua những cái tính năng nổi bật về phần mềm nhé. Đã có rất nhiều thông tin về nâng cấp phần cứng cũng như là con chip Snapdragon 855 mạnh mẽ trên Note 10, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi quá sâu vào nó, mà chúng ta sẽ tập trung vào những cái tính năng đặc trưng trên những cái nâng cấp về phần mềm và cũng như là S Pen trên chiếc Note 10 lần này. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Mình sẽ chọn ra 3 tính năng tiêu biểu, và đầu tiên đó chính là về camera. Thì về camera thì cũng như những khác với những cái dòng mà các smartphone khác, thì riêng những dòng Note lúc nào cũng tạo cho người dùng những sự bất ngờ, về đặc biệt khi họ kết hợp giữa cái một cái camera tuyệt đẹp cùng với những cái tính năng hỗ trợ trên S Pen. Thì giống như chúng ta đã biết, thì với sự nâng cấp kỳ này của S Pen thì nó không còn đơn thuần chỉ là một chiếc bút để ghi chép thông thường nữa. Từ thời Note 9 thì S Pen đã được sử dụng để chụp, giúp cho hỗ trợ người dùng trong quá trình chụp selfie cũng như là lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Thì hiện nay Note 10 đã nâng S Pen lên một tầm cao mới khi kết hợp với camera. Hiện giờ thì S Pen đã có thể điều khiển từ xa, cũng giống như là chúng ta có thể những cái thao tác như là thu phóng zoom trong cái quá trình mà chúng ta chụp hình cũng như là lưu lại những khoảnh khắc cùng với bạn bè. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái điều mà tất cả các Note fan đều mong đợi. Là tại vì sao? Hiện giờ S Pen nó đã là một cái vật mà bất ly thân trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Sử dụng để thuyết trình cũng như là điều khiển từ xa đã là một tính năng mà Note 9 làm được. Nhưng mà hiện giờ Note 10 đã biến cái S Pen trở thành giống như là một cái remote hồng ngoại để điều khiển một cái chiếc siêu phẩm điện thoại từ xa, giúp cho người dùng cảm thấy được rằng là cái quyền năng của S Pen trên tay mình ngày một có giá trị hơn. Tiếp theo là phần video trên Note 10. Thì giống như là những cái cải tiến camera về lần trước, thì ở trên Note 10 chúng ta đã có khả năng chụp portrait cũng như rằng là chỉnh sửa những cái tông màu theo ý của người dùng. Nhưng mà hiện nay thì ở trên Note 10 có một cái tính năng đó là ProRes Camera. Thì với tính năng này thì trong quá trình mà chúng ta quay phim những cái video chất lượng cao, thì chúng ta đồng thời có thể tách hai cái khung màu ra. Đơn giản là trong cái đoạn video demo của Samsung, thì khi mà họ phô diễn tính năng này thì chúng ta thấy rằng là ở cái phông nền đằng sau thì hoàn toàn là một cái màu trắng đen, nhưng mà lại giữ được cái tông màu rực rỡ trên cái focus vào cái quá trình chủ thể, đó chính là nhân vật người ở trong cái quá trình quay video. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái sự dấu ấn khác biệt, tại vì họ không chỉ đơn thuần là nâng cấp về cái chất lượng điện ảnh cũng như rằng là những cái tính năng trên camera, mà họ còn cho người dùng một cái trải nghiệm tốt về phần mềm, đó là chính là khả năng quay phim video khác biệt so với những cái điện thoại khác hiện giờ đang có trên thị trường. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái sự khác biệt dành cho Note 10, và đặc biệt là riêng về phần camera. Điểm thứ ba mà mình cực kỳ thích đó chính là khả năng tái tạo hình ảnh. Nghĩa rằng là trong chúng ta, nếu mà chúng ta nhớ lại vào khoảng thời điểm S7, S8 thì cái tính năng này đã một lần được xuất hiện trong buổi ra mắt của họ. Đó chính rằng là họ sử dụng chính cái chiếc camera này để quay 360 độ một cái hình ảnh chủ thể bất kỳ và tái tạo nó lại thành một cái hình ảnh AR. Thì bây giờ trên Note 10 thì cái tính năng này đã được áp dụng một cách nó trơn tru hơn, là bằng cách là trong cái quá trình mà cái buổi ra mắt thì họ đã xô diễn cái tính năng này. Nghĩa rằng là cái anh cameraman đã quay một cái con gấu bông và tái tạo hình ảnh ngay trực tiếp trên chiếc điện thoại Note 10. Thì mình nghĩ rằng là tất cả các fan của dòng Note 10, riêng đối với camera của Note 10 lần này, đó là một sự cải tiến đột phá mà tất cả các Note fan đều mong đợi. Như vậy đó là 3 điểm về phần mềm mà mình cực kỳ thích trên Note 10, đó là gồm về camera AR cũng như là ProRes Camera, và cuối cùng đó chính là sự kết hợp giữa S Pen và cái camera của mình. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video tiếp theo về Sorry Note 10 này, và thậm chí là trong cái quá trình mà mình được phép trên tay trải nghiệm nó trong thời gian sớm nhất, thì mình sẽ cho các bạn những cái review chân thật nhất về những cái cải tiến mà mình cảm nhận được cho Note 10. Và nếu như các bạn thích thì hãy like, share, comment ở phần bên dưới video, và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.